Hôm nay Bích Ngọc sẽ hướng dẫn một bài nhảy Super Dance 28 bước và chúng ta sẽ có các bước cơ bản của Super Dance và bước Wiggle nâng cao. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ có một lần 8 nhịp có sự kết hợp của Running Man và X-Step. Đầu tiên chúng ta sẽ xuất phát từ chân phải trước nhé. 4 nhịp Running Man và 4 nhịp X-Step. Bắt đầu 1, 2, 3, 4. Lại lần nữa nhé. Chân phải trước nào. Bắt đầu 1, 2, 3, 4. Lại lần nữa nhé. Chân phải này. Bắt đầu 1, 2, 3, 4. Rồi, rất tốt ạ. Chúng ta sẽ chuyển sang động tác thứ 2. Động tác thứ 2 sẽ là tổ hợp X-Step. Tổ hợp này chúng ta đã gặp rất là nhiều rồi. Và chân phải cũng sẽ là chân đặt gót trước nhé. Nhớ là đặt gót nhịp đơn 2 nhịp và chuyển X-step kép. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện với Bích Ngọc nhé. Chân phải trước này. 1, 2, 3, and 4, đổi 5, 6, 7, and 8. Làm lại lần nữa nhé. Chân phải này, bắt đầu 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. Chúng ta làm lại một lần nữa này. Chân phải nhá, đặt gót 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. Rất đơn giản phải không nào? Bây giờ sẽ là phía trước nhá. Đặt gót 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. Lại lần nữa này. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp thứ 3. Ở tổ hợp thứ 3 này thì chúng ta sẽ có sự kết hợp của bật tách hai chân hai bên, chụm lại bật tách và động tác V-step thu chân về. Rồi bây giờ chúng ta cùng thực hiện với Bích Ngọc nhé. Chân phải trước này, bật tách chéo 1, 2, 3, and 4. Lại lần nữa nhé. Bật tách này, bắt đầu 1, 2, 3, and 4. Lại lần nữa nhá. 1, 2, 3, and 4. Rồi, Bích Ngọc sẽ xoay lại, mọi người nhìn rõ bước chân này. Bắt đầu 1, 2, 3, and 4. Lại lần nữa nhá. Bắt đầu 1, 2, 3, and 4.
lại lần nữa nhá. 1 này, 2, 3, N, 4. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết hợp 1, 2 và 3, 3 tổ hợp lại với nhau nhá. Đầu tiên sẽ là chân phải trước nhá. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, N, 4, 5, 6, 7, N, dừng. Ok, rất tốt rồi ạ. Chúng ta sẽ làm một lần nữa nhá. Chân phải trước này, Running Man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, N, 4, 5, 6, 7, N, 8. Rồi, bây giờ Bích Ngọc sẽ xoay lại nhá, để mọi người nhìn rõ về bước chân này. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, N, 4, 5, 6, 7, N, 8. Lại một lần nữa nào, chân phải nhá. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, N, 4, 5, 6, 7, N, dừng. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp tiếp theo, tổ thứ tư. Đó là bước Wingo nhé. Ở bước Wingo này thì chúng ta sẽ học Wingo nâng cao. Chúng ta sẽ có 4 nhịp lên và 4 nhịp xuống. Nhớ là khi chúng ta bước Wingo lên thì là cái phần chân phía sau chúng ta xoay thành hình vòng tròn nhé. Đó, như Bích Ngọc đang nhảy đấy ạ. Khi xuống thì chúng ta sẽ lùi chân. Rồi, cùng thực hiện lại nhé. Chân phải trước này. Bắt đầu 1, N, 2, N, 3, N, 4, lùi 5, 6, 7, 8. Khi lên chúng ta cũng sẽ là lên chân phải và xuống thì chúng ta cũng sẽ trụ chân phải xuống nhá. Lại lần nữa này. 1, N, 2, N, 3, N, 4, lùi 5, N, 6, N, 7, N, dừng. Rồi, Bích Ngọc xoay lại nhá. Mọi người nhìn rõ về bước chân này. Chân phải trước. Bắt đầu 1, N, 2, N, 3, N, 4, 5, N, 6, N, 7, N, 8, N. Lại lần nữa này. Bắt đầu 1, N, 2, N, 3, N, 4, lùi 5, N, 6, N, 7, N, 8, N. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang tổ thứ 5. Tổ thứ 5 đã là tổ hợp cuối cùng của bài rồi. Và ở tổ hợp này thì chúng ta đang có chân phải co. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi trụ nhá. Chân phải xuống sau và chân trái thẳng ra phía trước. Nhớ là vẽ cho Ngọc cái đường thẳng ở gót chân trái nhá. 3 nhịp vẽ, 1 nhịp chống mũi chân, xoay phần trụ chân và kết thúc ở phần chân trái phía trước và chân phải ở phía sau. Mọi người quan sát và chú ý Bích Ngọc làm chậm này. Đổ trụ này, vẽ gót chân này, 3 nhịp này, chống mũi chân, xoay, đá và đổ trụ. Nhớ là chân trái trụ và chân phải qua phía sau nhé. Bắt đầu 1, N, 2, N, 3, N, 4. Lại nhé, chân phải này đang ở trên co, đổ trụ. Bắt đầu 1, N, 2, N, 3, N, 4. Bây giờ Bích Ngọc sẽ xoay lại, mọi người nhìn về bước chân rõ hơn này. Đổi trụ, chân phải 1, N, 2, N, 3, N, 4. Lại nhá. Đổi trụ này, bắt đầu 1, N, 2, N, 3, N, 4. Lại lần nữa nhá. Chuẩn bị này 1, N, 2, N, 3, N, 4. Nhớ là cái nhịp 3 thì chúng ta xoay phần gót chân ra ngoài và hai chân khép nhé. Chúng ta sẽ kết hợp Wingo. 4 nhịp Wingo lên và Wingo lùi xuống. Kết hợp đổ trụ luôn. Vẽ chân, chống mũi chân, đá chân, khóa chân. Ok, bây giờ chúng ta cùng thực hiện với Bích Ngọc nhé. Lại nào. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 chuyển 1, N, 2, N, 3, N, 4. Rồi, chúng ta tập cùng hướng nhé. Lại này, Quynh ngồi lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chuyển 1, N, 2, N, 3, N, 4. Lại lần nữa nào. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, N, 2, N, 3, N, 4. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết hợp nhá. Kết hợp từ các tổ đầu tiên đến tổ cuối cùng. Chuẩn bị này. Running man chân phải. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, N, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, N, 2, N, 3, N, 4. Lại lần nữa nhá. Chân phải trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, N, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, N, 2, N, 3, N, 4. Chúng ta sẽ cùng thực hiện lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, N, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, N, 2, N, 3, N, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, N, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, N, 2, N, 3, N, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, N, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, N, 2, N, 3, N, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, N, 4, 5, 6, 7, N, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, N, 2, N, 3, N, dừng. Vừa rồi chúng ta đã học xong bài 28 bước và sau đây thì chúng ta cùng ghép với nhạc nhé.